khi mà hẹn hò mà anh cứ để cho chúng ta chờ dài cả cổ thì chúng ta phải làm như thế nào? Điều thứ hai, mọi đàn ông thấy cuốn hút về năng lượng light-heartedness, sự nhẹ nhàng, sự trong trẻo như một nàng thơ vậy đó. Light, fun, happy woman là cái trạng thái của một người phụ nữ cuốn hút nhất. Anh ấy thực sự rất là sợ cảm giác tội lỗi và bị chỉ ra lỗi sai. Mà đây mới là buổi hẹn đầu tiên thôi, thì thử tưởng tượng xem tôi yêu cô gái này 3, 4 tháng, 1 năm thì cô ấy là mẹ tôi mất đúng không ạ? Khi mà bạn lôi ra cái tiêu chuẩn quá nặng nề ngay từ đầu ấy, khiến cho anh ấy bị ám ảnh giống như là cái cách mẹ anh ấy chỉ ra cái lỗi sai của anh thối 3 tuổi làm vỡ cái bình hoa ấy. Thì lúc đó là lúc mà anh ấy sẽ chạy mất dép. Đây là một trong những cái bẫy rất là lớn khiến cho sức thu hút của bạn giảm ngay lập tức. Vậy thì cái cách mà bạn có thể đối xử như này thì sao? Thì có một cái tips. Đấy là hãy đối xử với anh ấy như một ông hàng xóm. Như một người hàng xóm vậy thôi. Người hàng xóm ấy chào bạn thì bạn sẽ chào lại. Người hàng xóm ấy không nhắn tin cho một cả một tuần thì bạn cũng quên luôn. Và khi người hàng xóm ấy đến và làm cho bạn điều này, mang bó hoa tặng bạn điều kia, mang cho bạn cái bánh này đến kia thì bạn sẽ cảm ơn rối rít và cảm thấy rất là bất ngờ, ngọt ngào. Đấy, khi mà bạn coi như họ là một ông hàng xóm, một người lạ đi, thì tất cả cái hành động mà họ mang đến cho bạn đều là những hành động được biết ơn. Còn khi mà bạn luôn luôn ngồi đấy chăm chăm và nghĩ xem là anh này có phải là người yêu tiếp theo của tôi không ấy, thì bạn sẽ còn kỳ vọng rất là cao, và chính cái kỳ vọng đó sẽ giết chết cái chemistry từ trước khi nó được nhen nhóm. Và nói tới đây rồi thì thân gửi các cô gái, nếu mà bạn vẫn còn luôn nặng nề và thích phạt cái người đàn ông của mình bằng cách im lặng này, hay thực sự bạn cũng thấy bản thân mình quá là men trong một cái mối quan hệ, thì chắc chắn là bạn cần năng lượng của The Muse, một khóa học giúp cho bạn xây dựng và biết được cái cách xây dựng cái năng lượng cuốn hút và khám phá chính cái năng lượng nàng thơ ở bên trong của bạn, cái năng lượng nhẹ nhàng trong trẻo thu hút từ những lần hẹn đầu cho tới tận mãi về sau. Khóa học này best sellers của Mai trong thời gian vừa rồi.